Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá Phương Nhộ. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của mình. Xin chào. Bóng đá là môn thể thao luôn chứa đựng đầy những yếu tố bất ngờ, kịch tính, nhưng cũng không kém phần hài hước. Đó là lý do vì sao đây được gọi là môn thể thao vua và thu hút rất nhiều khán giả trên khắp thế giới. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xem lại những tình huống khó tin nhưng đã xảy ra trong lịch sử bóng đá có 102 các bạn nhé. Lên đường thôi! Màn solo đầy mạnh mẽ và kết thúc bằng cú cứa lòng không thể cản phá này của Mohamed Salah đã giúp anh về đích ở vị trí cao nhất trong hạng mục bàn thắng đẹp nhất năm 2018 của FIFA. Tuy vậy, vẫn có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh bàn thắng này của ngôi sao đang khoác áo Liverpool. Khán giả cho rằng FIFA trao giải Puskás cho Salah chỉ như là hình thức an ủi chân sút người Ai Cập sau khi gần như ngó lơ anh ở giải quả bóng vàng. Từ hai cú xe đạp chổng ngược thần thánh của hai chú kiền kiền trắng nổi tiếng Cristiano Ronaldo và Gareth Bale đến pha móc bóng theo kiểu bò cạp đầy đẳng cấp, tất cả đều được công nhận là đỉnh hơn bàn của Mohamed Salah, khiến cho buổi lễ trao giải Puskás năm đó như một trò đùa vậy. Đây chính là một trong những bàn thắng ma nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử làng túc cầu giáo. Cụ thể vào phút 70 trận đấu sớm nhất vòng 9 Bundesliga giữa Bayer Leverkusen và Hoffenheim, xuất phát từ quả đá phạt góc, tiền đạo Stefan Kiesling bật cao đánh đầu đưa bóng đi chạy cuộc dọc trong gang tấc và ra mép ngoài của lưới. Tuy nhiên khi vẫn còn đang lăn trên vách lưới thì bất ngờ bóng lại chui ngược vào bên trong khung thành do trên lưới có một lỗ thủng. Trọng tài chính Brick đã không thể quan sát hết, vì thế đã công nhận đó là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ cho Leverkusen trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt trên sân, kể cả cầu thủ ghi bàn Stefan Kiesling. Ông Mood có thái độ thế này với trọng tài thì ăn một cái thẻ phạt là xứng đáng rồi. Nhưng mà phạt thẻ gì hả anh Tài ơi? Sao em thấy anh giơ tay rồi mà thẻ đâu mất tiêu? Thẻ vàng hay thẻ đỏ anh nói cho mọi người biết với. Chứ mà đưa cái thẻ không khí như thế này thì ai mà biết được, ảo thật đấy. Một màn solo và ghi bàn đầy ảo diệu của Neymar đã giúp anh có được một siêu phẩm để đời. Nhưng rồi màn ăn mừng đeo mặt nạ sau đó của tài năng trẻ khi đó vẫn đang thuộc biên chế Santos đã làm lu mờ tất cả. Thì đơn giản là một chiếc thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ dành cho Neymar đã được trọng tài rút ra để trừng phạt cái tội ăn mừng khiêu khích của chân sút người Brazil. Và thế là không còn ai nhớ đến siêu phẩm của Neymar nữa, vì anh đã trở thành chúa hề trong mắt khán giả. Now my homies acting like I owe 'em. Done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been
around it, now they say I'm on. I can finally say I'm up now 20,000 on a bus down, I'm on my way, I'm going up now. Mấy ông người Brazil thì đúng là bậc thầy diễn xuất. Ông Hoàng nằm sân, thủy tổ ngành ăn vạ rồi. Đây, nếu các bác vẫn chưa tin thì xem màn xây dựng kịch bản đầy sự rối lăng này của Marcelo. Một pha gây sự xong nằm ăn vạ ngay lập tức của hậu vệ đang chơi bóng cho Real Madrid khiến các cổ động viên lắc đầu ngao ngán. Cơ mà độ hiệu quả thì lại ổn luôn khi Marcelo câu được cái thẻ vàng khiến anh chàng nạn nhân đã nhỏ càng thêm nhỏ. Có lẽ với bất kỳ khán giả xem bóng đá hay cụ thể là theo dõi Ngoại hạng Anh, chắc chắn pha bỏ lỡ này của Fernando Torres sẽ in sâu vào tâm trí khó có thể lãng quên. Màn qua người của anh tour idol trước De Gea hay bao nhiêu thì cú ra chân sau đó lại dở bấy nhiêu. Và kết thúc cho một chiếc meme nổi tiếng trên mạng xã hội, đó chính là cú dứt điểm ra ngoài không thể vô duyên hơn của Torres khi mà khung thành của Man United đã hoàn toàn bỏ trống. Người đặc biệt Jose Mourinho lại hài hước rồi đấy. Ai đời lại sang hẳn nhà người ta để xem trộm chiến thuật thế kia. Thôi thì một cái thẻ vàng cảnh cáo vì tội hóng hớt cũng là hình phạt không thể chối cãi được rồi. Cộng thêm một điểm cho sự vui tính của ông thầy người Bồ Đào Nha. Cái tội dẫm vào chân của anh đại Ibrahimovic là phải trả cái giá hơi thốn các bác ạ. Cầu thủ bình thường mỗi khi bị như thế là nằm ra ăn vạ câu thẻ liền. Nhưng nếu như vậy thì không phải là Ibra. Sự bố đời của Zlatan đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Một cú vả như bố đánh con dành cho đối thủ đã được chân sút người Thụy Điển thi triển trước khi tiền đạo cao lớn ôm chân đổ gục xuống sân. Nhưng mà anh tài ngày hôm ấy lại rất tỉnh và đẹp trai. Thế là một tấm thẻ đỏ đã được chuyển ngay đến vị trí của Ibrahimovic ngay khi cựu sao Inter Milan tập tễnh rời sân. Bây giờ nhận thẻ vàng lại không thích, còn hất văng tấm thẻ ngay trong tay trọng tài thế này, vậy thì làm cái thẻ màu đỏ cho nó khác biệt nhé anh Marcelo. Cái tội bực lãnh đạo thế này thì ăn thẻ đỏ là đúng rồi anh Zai ơi, còn phàn nàn với khiếu nại gì nữa đây? Cứ bực tanh tách xếp như thế thì chỉ còn cái nịch mà thôi. Vừa rồi là những tình huống vô cùng đặc biệt và khó tin đã xảy ra trong bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.